2014 tại nhà riêng ở Hà Nội. Chí Minh chia sẻ. Tát đĩa này, tát đĩa cho bác này, cho bài ba luôn. Nghe phê luôn, màu sắc đúng yêu cầu của bác nhá. Đấy, màu sắc đúng yêu cầu của bác. Và chúng những vị khách mua bán mà sởi lời, chuyển khoản 100%, nói phát bắn tiền ngay thì em không có gì mà em phải làm chậm chạp, mà em phải cố gắng làm nhanh đầy đủ để mà chuyển cho bác. 10 ngày qua chứa trang tình thương, ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi. Ta cứ hai con này cũng gửi cho hai bác nữa, ở dưới có thông hơi đầy đủ nhá. Biết ai còn nhớ đến ơn tình không? Ta nghe một loa mà đã hay rồi. Đường xưa.